Jennie Blackpink ngầm xác nhận hẹn hò cùng V BTS, đăng cả ảnh Full HD khớp đến từng chi tiết. Động thái của Jennie mới đây được cho là ngầm xác nhận tin đồn hẹn hò cùng V BTS trước đó. Rất nhanh chóng, hành động này của nữ ca sĩ đã gây bão cả cõi mạng, được dân tình bàn tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Ngày 12 tháng 7, Jennie đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân với hơn 80 triệu lượt theo dõi của mình loạt ảnh chụp trong trang phục y hệt đã từng xuất hiện ở video clip quay cảnh cô tay trong tay cùng chàng trai được nhận định là V của nhóm BTS. Từ quần áo, mũ và túi xách của nữ idol đều trùng khớp với nhân vật nữ đi dạo cùng V và trong ảnh fan chụp lại. Ngay lập tức, loạt ảnh Jennie trở thành chủ đề bàn tán cực hot trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ còn chú thích ảnh một vài tuần trước đó như lời ngầm thừa nhận đang hẹn hò cùng một trong những thành viên nổi nhất của nhóm nhạc nam đình đám toàn cầu. Trang phục của Jennie giống hệt cô đã mặc trong video clip nắm tay người được cho là V nhóm BTS. Một năm trở lại đây, Jennie và V liên tục lộ ảnh xuất hiện bên nhau, có cử chỉ tình cảm thân mật dành cho đối phương. Còn nhớ vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, mạng xã hội thế giới bùng nổ trước đoạn video Jennie Blackpink và V BTS nắm tay nhau hẹn hò tình tứ ở Paris, Pháp. Theo sau họ là quản lý. Khi có người phát hiện gọi tên, V quay người lại nhìn và được Jennie kéo tay đi. Nhiều fan hâm mộ cho rằng cặp đôi công khai nắm tay nhau đi dạo chứng tỏ cả hai đã không còn muốn che giấu mối quan hệ thêm nữa. Không chỉ vậy, đôi mắt cú vọ của netizen lại tiếp tục soi ra chi tiết cho thấy Jennie để lộ cả chi tiết hẹn hò ăn tối với V cùng nhân viên, bạn bè của anh tại Cannes, Pháp. Cụ thể, hình ảnh Jennie chụp trùng khớp 100% với món ăn trong ảnh của V đăng vào thời điểm dự sự kiện trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes. Từ món trứng cá đến cả vị trí đĩa bánh pancake ở hai ảnh cũng giống hệt nhau. Dựa trên góc chụp, nghi vấn Jennie và V ngồi cạnh nhau trong suốt bữa tiệc rộ lên khắp mạng xã hội. Có thể thấy rằng bạn bè, nhân viên xung quanh đều biết hai idol đình đám đang hẹn hò. Bất chấp điều này, công ty quản lý của Jennie và V vẫn không hề xác nhận. Cả hai công ty quản lý YG, YB đều có những phát ngôn mập mờ. Chúng tôi cũng không rõ vì đó là đời tư của nghệ sĩ, nên chuyện tình cảm của Jennie và V dần lắng xuống, vậy là mặc cho công ty cố giấu, đến nay Jennie lại tự đích thân ngầm xác nhận hẹn hò V BTS. Thời điểm xuất hiện tin đồn, Jennie và V BTS đều đang có lịch trình tại Pháp. Rapper nhóm Blackpink dự liên hoan phim Cannes trong buổi giới thiệu phim The Idol. Thành viên BTS tới Pháp thực hiện hoạt động cá nhân với thương hiệu thời trang. Có nhiều tranh cãi về độ xác thực của clip. Tuy nhiên, những hình ảnh sắc nét hơn cho thấy V và Jennie đều diện trang phục và phụ kiện trùng khớp với hình ảnh paparazzi chụp được. Nhiều người hâm mộ Jennie chúc mừng thần tượng của mình. Họ cho rằng cô can đảm khi xác nhận tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, một số người hâm mộ của V thì lại chỉ trích Jennie, cho rằng cô cố tình thu hút sự chú ý khi vụ đồn thổi hẹn hò đang dần lắng xuống. Đây không phải lần đầu cả hai bị đồn hẹn hò. Vào năm 2012, một loạt ảnh chụp V và Jennie thân mật bên nhau được tung lên mạng. Tuy nhiên, thời điểm này tin đồn không được xác nhận và người hâm mộ của cả hai khẳng định chúng là kết quả của Photoshop. Jennie sinh năm 1996, giữ vai trò rap chính trong nhóm nhạc nữ Blackpink. Cô là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Trước khi dính tin yêu V, Jennie từng hẹn hò Kai, EXO và vướng tin yêu G-Dragon. Thời gian gần đây, Jennie thử sức với vai trò diễn viên phim The Idol. Cô nhận chỉ trích gay gắt vì diễn đơ, chọn kịch bản thô thiển, tự phá hủy hình tượng của mình. V tên thật là Kim Tae Hyun, là thành viên nhóm nhạc ảnh hưởng toàn cầu của Hàn Quốc BTS, nam thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo, từng nhiều lần lọt vào danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Thành viên BTS đang trong quá trình chuẩn bị cho album solo thời gian gần đây.